Có rất là nhiều cách mà anh em có thể làm từ một cái cành chiết rẻ tiền như thế này thành một cái cây bonsai mà mình có thể nuôi trồng và chơi được. Cái dòng xanh Nam Điền này, cái cành của nó rất là mềm dẻo, dễ uốn. Anh em có thể đưa dây vào, anh em uốn cho nó một vài cái cung, thân nó lắc lượn đi, rồi sau này mình nuôi, mình làm tay cành sau. Đây, ví dụ như những cái cây này là mình cũng nuôi từ những cái cành chiết đây, mình uốn, mình quấn thân nó đây thì ra được cái phôi xanh Nam Điền như thế này. Cách thứ hai là anh em có thể nuôi nó thật to, mình cắt giật nhiều hơn, chỉ đi dây nhôm ở một số giai đoạn sau thôi. Đây cũng là cái cách chơi kiểu đương đại mà bây giờ rất nhiều anh em theo đuổi. Một cái cách nữa mà nó phù hợp với cả cái dòng si hồng và cái dòng xanh Nam Điền này, đấy là anh em có thể bó nhiều cành vào với nhau. Thì hai cái dòng này nó có cái đặc tính là liền thân, mà anh em bó nhiều cành này với nhau thì sau này nó phát triển những cái thân nó sẽ liền lại với nhau thành một cái cốt lớn. Nếu anh em nào có dịp mà sang đất Nam Định, đất cây chơi ấy, thì sẽ thấy bên làng nghề người ta bó rất nhiều cây xanh long từ những cái cành chiết dài, rất là to. Mình thích cái kiểu chơi, mình thích cái phong cách nào thì mình làm thế. Bởi vì là tất cả đều hướng đến cái đẹp cả, chứ chả có cái nào gọi là ưu việt hơn, cái nào gọi là đẹp hơn hay không là do bàn tay và cảm nhận của mỗi người thôi. Dòng xanh Nam Điền này thì đặc tính của nó là lá nhỏ xoăn, da màu vàng đồng rất đẹp, ít dễ thân. Lúc làm chi dăm thì nó ít bị bỏ như cái dòng xanh quê, và thân mềm dẻo, dễ uốn, phát triển nhanh. Mình vẫn còn sẵn rất nhiều si hồng và xanh Nam Điền, cành chiết sẵn nhiều rễ để chia sẻ cho anh em. Cái này thì mình bán có 10 đồng và mình gửi đi từ 10 cành anh em nhé. Chúc anh em có những giờ phút vui vẻ.